Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hồ Yêu Loạn Thế của tác giả Khát Chí. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, chia sẻ video và đừng quên comment những nhận xét của quý vị sau mỗi video. Đặc biệt, hãy donate cho kênh để kênh có thêm kinh phí xây dựng, duy trì và để Khánh Duy có thêm động lực ra được nhiều video hơn gửi tới quý vị. Và không để mất thời gian của quý vị, chúng ta tiếp tục vào câu chuyện của ngày hôm nay, Hồ Yêu Loạn Thế. Mời quý vị lắng nghe. Mười ba ngày, Phương Tử Vũ đã rời khỏi Đông Hải được 13 ngày. 13 ngày này, hắn vẫn luôn luôn trốn đông tránh tây, mà các môn phái tu chân lớn nhỏ thủy chung vẫn gắt gao bám theo hắn từng tí một, đuổi hắn giống như chó nhà có tang, chật vật chạy không chịu nổi. Khi vừa ly khai Đông Hải, Phương Tử Vũ gặp phải đệ tử của ba phái tu chân. Cũng may những người này chỉ là hàng đệ tử tu vi không cao, hắn dễ dàng đuổi đi. Hơn nữa, Phương Tử Vũ cố ý lưu lại mỗi phái 1-2 người sống, chỉ là khiến bọn họ đứt tay cụt chân, để bọn họ nghĩ biện pháp thông chi cho các môn phái của mình. Như vậy, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người hắn, đối với Từ Ngạo Thiên cũng chỉ xem nhẹ đôi chút. Chẳng qua, mấy ngày gần đây, số người đuổi theo ở phía sau hắn chỉ có tăng lên chứ không giảm. Hơn nữa, cao thủ chân chính trong các môn phái cũng đã xuất hiện. Phương Tử Vũ trên đường cũng từng chặn đánh vài lần. May nhờ chân khí quái dị trong cơ thể hắn cộng thêm sự tu luyện khi trải qua 18 tầng địa ngục mới có thể mỗi lần đều chuyển nguy thành an. Đối với Từ Ngạo Thiên, hắn hiện tại cũng không quá lo lắng. Thứ nhất, hắn đã thành công tập trung sự chú ý của các môn phái đến trên người mình. Thứ hai, chỉ cần Từ Ngạo Thiên khẳng định không có quan hệ với mình, như vậy những người được gọi là danh môn chính phái kia cũng không làm khó hắn quá mức. Dù sao, ở bên cạnh hắn cũng còn lão đạo sĩ, người có bối phận cao nhất của Ngọc Hư Cung. Chẳng qua với tính cách của Từ Ngạo Thiên, hắn sẽ phủ nhận quan hệ với mình sao? Kỳ thật, ngay ngày thứ ba sau khi Phương Tử Vũ rời khỏi Đông Hải, các phái tu chân cũng đã tụ tập ở Đông Hải. Từ Ngạo Thiên tuy rằng muốn Phương Tử Vũ nói chuyện, thế nhưng lo lắng cho dân chúng trong thành. Nghĩ đến khi hắn và những người tu chân này khai chiến, người đầu tiên phải chịu tai ương chính là những người dân vô tội này. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chấp nhận lời đề nghị của lão đạo sĩ, một mực im lặng mà hết thảy mọi việc đều do lão đạo sĩ ra mặt. Mặt khác, các đệ tử ba phái mà Phương Tử Vũ gặp trên đường cũng đang chạy đến Đông Hải. Chỉ là vận khí của bọn hắn thật sự không được tốt, bị Phương Tử Vũ lấy làm vật khai đao. Kết quả, ngay cả những người tu chân ở Đông Hải toàn bộ đều biết được tin tức, tất cả xuất động đuổi theo không bỏ. Từ Ngạo Thiên biết Phương Tử Vũ cố ý làm như vậy, nói cho mọi người biết hắn đã rời khỏi Đông Hải. Từ Ngạo Thiên rất muốn lập tức nhanh đến đó giúp hắn, lại bị lão đạo sĩ gắt gao giữ lại, chỉ có thể đứng ở trong thành buồn bực không vui. Bịch! Tên cao thủ xuất khiếu kỳ cuối cùng chậm rãi té trên mặt đất, mắt hắn mở lớn nhìn chừng chừng. Cho đến khi chết, hắn cũng không tin một cao thủ nguyên anh kỳ lại có được công lực cao thâm như thế. Trên mặt đất, 6 gã tu chân nằm ngổn ngang. Trong bọn họ, người có tu vi thấp nhất cũng là linh tịch kỳ. Trong đó còn có 2 người xuất khiếu kỳ. Những người này hợp cùng một chỗ làm thành một tổ hợp có lực sát thương không nhỏ. Nhưng ở trong sự chém giết liều mạng của Phương Tử Vũ, những người này từng người bị chém hết ngay tại trận, khiến cho người ta rất khó tin tưởng đây là kết quả của một người chỉ có tu vi nguyên anh kỳ tạo thành. Bộ mặt của những người này sau khi chết đều giống nhau, đều là mắt nhìn chừng chừng, lộ vẻ không thể tin. Bọn họ đến lúc chết cũng không tin Phương Tử Vũ lại có công lực cao thâm như thế. Đến lúc chết cũng không tin một người lại có khí tức băng lãnh như vậy, lại lộ ra sát khí cực kỳ khổng lồ. Làm cho người ta khó tin tưởng nhất đó là bọn họ kinh hãi khi thấy chân thân của hắn một con yêu hồ. Phương Tử Vũ băng bó chỗ bị thương trên cánh tay trái, lạnh lùng lướt nhìn thi thể đầy mặt đất một chút, xoay người nhẹ nhàng nhảy lên liền bay xa mấy trượng, biến mất trong cánh rừng rậm rạp. Qua hồi lâu, trong rừng vang lên tiếng bước chân,
một đám người từ trong rừng đi ra. Khi bọn họ nhìn thấy thi thể đầy trên đất, đầu tiên là lộ vẻ khiếp sợ, sau đó lại là tiếc rẻ. Là hắn làm sao? Một người đứng đầu trong đội 5 người lên tiếng. Đúng là thủ pháp của hắn rồi. Nhưng vì sao mới vừa rồi lại xuất hiện yêu khí cường đại như vậy? Người thứ hai lắc lắc đầu. Người thứ ba dường như nhớ tới cái gì mở miệng nói. Mấy năm trước, người của liên minh kia chẳng phải đã phát ra tin tức nói hậu nhân của Sơn Trang kia còn có người trên đời hay sao? Cũng có một con yêu quái cường đại bảo hộ cho hắn. Chẳng lẽ... Người đầu tiên vỗ tay thật mạnh một cái kêu lên. Người của Sơn Trang kia có họ Phương, mà Phương Tử Vũ cũng... Năm người này đưa mắt nhìn nhau. Được một lát, người đầu tiên mới nói. Xem cường độ của cỗ yêu khí vừa rồi cũng không phải chúng ta có thể địch được. Chúng ta trước tiên theo phía sau hắn, mặt khác đưa tin tức trở về. Nếu Phương Tử Vũ thực sự là hậu nhân của Sơn Trang kia, ta nghĩ người của liên minh kia nhất định sẽ rất cao hứng. Mọi người gật đầu đáp ứng, lúc này mới vội vàng sai người đưa mấy tin tức này trở về. Sau đó mới đem các thi thể trên mặt đất đi chôn. Nếu Phương Tử Vũ nghe được những lời vừa rồi, không biết hắn có hối hận hay không. Lúc ấy bởi vì tình thế cấp bách liều mạng, hợp lực của 6 gã tu chân này cũng không phải hắn có khả năng địch lại. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế, không biết làm sao lại dẫn động 3 cỗ chân khí trong cơ thể dung hợp, do đó tái hiện yêu hồ chân thân. Cũng bởi vì lần biến thân này phát tán ra yêu khí mới bị các cao thủ ở phụ cận phát hiện, vì thế lại một đường liên tưởng ra thân thế của hắn. Chẳng qua tin tưởng cho dù Phương Tử Vũ biết được cũng sẽ không quá mức quan tâm. Dù sao hiện tại hắn đã muốn là địch nhân của toàn bộ tu chân giới, thêm một tội nữa căn bản cũng không mang nhiều ý nghĩa. Nhưng hắn hiện tại căn bản không nghĩ tới một cái tội danh này có thể gây ra chấn động rất lớn. Nếu thân phận hậu nhân Long Thần Sơn Trang Phương gia của hắn được xác định, như vậy sẽ dẫn ra rất nhiều tuyệt thế cao thủ ẩn thế. Dù sao sức hấp dẫn của thần thạch bảo hộ yêu hồ bộ tộc thật sự là quá lớn. Lại 7 ngày nữa qua đi. Trong 7 ngày này, Phương Tử Vũ dùng hết mọi cách cũng không phát hiện có người đuổi theo. Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng thoáng yên lòng. Quần áo trên người hắn đã sớm rách nát từ trong trận chiến. Khi đi ngang qua một thôn nhỏ, hắn lén lút lấy đi y phục người ta đang phơi nắng bên ngoài, sau đó tìm đến một con suối nhỏ, tắm rửa xong mới thay quần áo. Sau khi xác định không có ai theo dõi, hắn mới rời khỏi khu rừng, xoay người đi đến một tòa thành thị gần nhất. Phương Tử Vũ đột nhiên quyết định nhất thời khiến cho các môn phái tu chân đuổi theo bị rối loạn. Bọn họ vẫn theo hắn ở phía sau, chỉ bằng chút dấu vết hắn lưu lại để đuổi theo. Không ngờ tới tung tích của Phương Tử Vũ lại biến mất trên đường bên ngoài khu rừng, khiến bọn họ nhất thời không nắm được phương hướng. Quan đạo hướng Nam chính là Cửu Giang Thành, hướng Bắc chính là Giang Hạ và Vĩnh Nghiên. Bọn họ tin tưởng Phương Tử Vũ vô luận như thế nào cũng không dám vào thành. Dù sao chân dung của hắn đã sớm được dán khắp nơi, gần như khắp thiên hạ đều biết hình dáng của hắn. Ở vào vị trí của hắn, không ai dám ngang nhiên xuất hiện ở những phố xá đông đúc vào lúc này. Đó không thể nghi ngờ chính là tự tìm tử lộ. Sau khi trải qua một thời gian bình tĩnh, suy tính, những người tu chân này tin tưởng đây là Phương Tử Vũ cố ý bày ra nghi trận, khiến bọn họ tin tưởng hắn sẽ đi tới đô thị. Nhưng bản thân lại một nước hồi mã thương, đi lên một đoạn đường, sau lại hồi mã thương quay về trong rừng. Nhưng quan đạo bốn hướng thông suốt, Phương Tử Vũ lại sẽ đi một hướng giống như vậy sao? Những người tu chân này cuối cùng quyết định chia làm hai nhóm, một nhóm hướng Bắc, một nhóm hướng Nam, chuyên tìm những nơi rừng núi. Bọn họ không biết rằng một quyết định sai lầm này khiến Phương Tử Vũ bỗng nhiên lại có thời gian mấy ngày an nhàn. Đến khi bọn họ phát hiện mình sai lầm, quay lại thành thị, Phương Tử Vũ chẳng biết đã đi đâu. Cửu Giang Thành mặc dù không phải là một tòa thành lớn, nhưng cũng là nơi phồn hoa. Nó tiếp giáp với Ba Lăng quận, tiếp giáp với Giang Hạ, Lâm Xuyên, Dự Trương quận. Nơi này mặc dù còn là mảnh đất không ai quản lý, là một tòa thành tự trị, nhưng trên ý nghĩa chân chính thì đã thuộc phạm vi Lý Đường thế lực, chỉ là còn chưa tới lúc bị tiếp thu mà thôi. Cửu Giang Thành không có binh lính thủ vệ, chỉ có vài đại gia tộc bên trong thành cùng quản lý, chỉ chờ người của Lý Đường tới tiếp quản.
dưới rất nhiều nhân tố, nơi này ngược lại không bị chiến hỏa lan tới. Cho nên ở trong loạn thế cũng có thể nói là đô thành phồn hoa khó mà có được. Trong loạn thế hiện đại, nơi mà dân chúng hy vọng được tị nạn nhất ngoại trừ phạm vi thế lực của Từ Ngạo Thiên, đó chính là loại thành thị giống như Cửu Giang này. Chẳng qua vùng Đông Hải có Từ quân thủ vệ, lại có tuyệt thế cao thủ giống như Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ tọa chấn. So với Cửu Giang càng thêm an toàn hơn, mọi người trong thiên hạ đều biết Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ tha rằng bản thân mang 100 kỵ binh lao vào trong mấy vạn đại quân của quân địch chém giết, cũng không muốn làm cho dân chúng bị liên lụy vào trong chiến hỏa. Quân chủ như thế càng đáng để dân chúng nương tựa. Cho nên gần Cửu Giang cũng phồn hoa, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với sự đông đúc của Đông Hải. Đông Hải sớm đã kín hết chỗ, cho nên Lý Phong và Lãnh Vô Tâm vốn không ngừng khuếch trương, lúc này đã sớm đem ánh mắt tập trung ở Giang Đô, đô thành giàu có này. Sau đó tính toán dựa vào Giang Đô một đường nam hạ thẳng đến Thủ Ngô quận, thuộc nơi giàu có và đông đúc của Giang Nam. Dù sao hiện tại Đông Hải thế lực đã bị Lý Đường bao vây trùng trùng, đường ra duy nhất đó là đánh hạ Giang Đô trước Lý Đường, mở ra một lỗ hổng. Nếu không, Đông Hải sớm hay muộn cũng sẽ bị Lý Đường thôn phệ. Huống hồ với tính cách của Từ Ngạo Thiên, không ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ cũng không hy vọng cùng Minh Hiếu khai chiến, cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn Giang Đô, hơn nữa cùng với Lý Đường chạy đua thời gian. Lý Thế Dân đích thực là một thiên tài quân sự kiệt xuất, liều mạng kéo dài chiến tuyến, cũng không ngừng đánh hạ các thành trì xung quanh của Đông Hải. Chỉ cần hắn hạ được Giang Đô, Đông Hải nơi đó sớm muộn gì cũng không đánh mà thắng. Thuộc sở hữu của Lý Đường thế lực, mà Lý Thế Dân sở dĩ vốn hạ gốc lớn như vậy, nguyên nhân chính là vì Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Trong mắt hắn, hai người kia là địch sẽ khiến cuộc sống hàng ngày của hắn nan giải, làm Minh Hiếu, như vậy trong thiên hạ sẽ không có người nào có thể ngăn cản đường đi của hắn. Cho nên ngay từ đầu hắn liền hạ quyết tâm cùng Đông Hải kết giao. Cho dù Từ Ngạo Thiên chết đi, Phương Tử Vũ mất tích 5 năm này, hắn đều tận sức trợ giúp cho Đông Hải. Sự thật chứng minh ánh mắt cực cao của hắn. Nếu không, sau khi Từ Ngạo Thiên tái nhậm chức, làm chuyện thứ nhất chính là phải tấn công Lý Đường. Hiện tại sau khi Đông Hải đã tiếp nhận ân huệ thật lớn như thế của Lý Thế Dân, với tính cách của Từ Ngạo Thiên đương nhiên sẽ không xuất thủ với Lý Đường. Cho nên Từ Ngạo Thiên nhất định không thể trở thành một thế hệ quân chủ. Phàm là lịch đại khai quốc quân chủ đều phải là người tâm ngoan thủ lạt, vì lợi ích không từ thủ đoạn mới là đạo lý của nhất phương kiêu hùng. Nói về điểm này, Từ Ngạo Thiên liền xa không bằng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng là nhìn trúng điểm này của Từ Ngạo Thiên, cho nên hắn mới vội vàng bao vây xung quanh Đông Hải trước. Đương nhiên Lý Thế Dân cũng từ những hành động trước đây của Từ Ngạo Thiên mà đoán ra tính cách của hắn. Đây cũng không phải Từ Ngạo Thiên là người yếu đuối, hắn chẳng qua chỉ là người quá mức thiện lương, hơn nữa lại không có lòng tranh hùng mà thôi. Cho nên Lý Thế Dân cũng không để ý đến cha hắn, Thái Tổ Hoàng đế Lý Uyên nhiều lần hạ chiếu muốn hắn tấn công Lạc Dương. Mũi mâu của quân chủ lực trực chỉ những nơi xa xôi phủ cận của Đông Hải. Trong mắt hắn, Đông Hải so với Lạc Dương càng thêm nguy hiểm. Mãi đến khi kế hoạch vây khốn Đông Hải không sai biệt lắm, hắn mới lưu lại đại tướng Lý Thế Tích tranh thủ sớm ngày công hạ Giang Đô, mà hắn lại dẫn đại quân chạy đến Lạc Dương bắt đầu tấn công Trịch Đế Vương Thế Sung. Lý Thế Dân đối với tất cả những điều này đều tính toán chu đáo. Nhưng nếu đổi lại Đông Hải do Phương Tử Vũ làm chủ, thì hắn vô luận như thế nào cũng không dám lỗ mãng như vậy. Với tính cách của Phương Tử Vũ, tuyệt đối sẽ không quản ngươi là Minh Hiếu hay là thân nhân. Đến lúc đó hắn không cắn lại ngươi một miếng cũng đã là tốt lắm rồi. Cũng may là trời giúp cho Lý Thế Dân, không nghĩ tới lại truyền ra tin tức Phương Tử Vũ gây ra đại họa. Không lâu sau lại truyền ra tin tức Phương Tử Vũ bị buộc phải rời khỏi Đông Hải chạy lạn khắp nơi. Lý Thế Dân càng mừng rỡ, lập tức truyền ra tin tức chỉ cần Phương Tử Vũ đi vào phạm vi Lý Đường, Lý gia sẽ không tiếc hết thảy bảo trụ cho hắn. Làm như vậy không thể nghi ngờ là ngang nhiên khiêu khích tu chân giới. Chẳng qua Lý Thế Dân tuyệt đối có tư cách này. Với xu thế hiện giờ của Lý Đường, tương lai rất có khả năng sẽ thu được thiên hạ. Không một môn phái nào dám mạo hiểm đối nghịch với quốc gia tương lai. Đó chính là đẩy cơ nghiệp môn phái của mình vào trong lò lửa.
Cho nên lời này của Lý Thế Dân vừa ra, các phái tu chân giận cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Cũng có một số kẻ lòng mang ý xấu thử tiếp cận Thái tử Lý Kiến Thành, âm mưu mượn tay Lý Kiến Thành trừ đi Lý Thế Dân. Dù sao tu chân giới cũng không được trực tiếp tham dự vào công việc của thế tục giới. Đương nhiên cao hứng nhất phải là Từ Ngạo Thiên. Sau khi biết được đệ đệ của mình có được một chỗ dựa vững chắc, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Trong đó sự biết ơn đối với Lý Thế Dân càng là nói không lên lời. Một câu đơn giản của Lý Thế Dân không chỉ khiến uy danh đại chấn, lại càng khiến Từ Ngạo Thiên cảm động đến rơi nước mắt. Thế cục thiên hạ cũng bởi một câu nói đơn giản này mà bắt đầu xảy ra thay đổi thật lớn. Mà Phương Tử Vũ, người khởi xướng hết thảy những điều này, lúc này đã độc thân tiến nhập Cửu Giang, không người quản lý. Đây cũng là chỗ cao minh của Phương Tử Vũ, lợi dụng tâm lý của mọi người ngang nhiên xuất hiện ở nơi phố xá sầm uất. Điều này giống như một tên đạo tặc nổi danh khắp thiên hạ ngang nhiên chạy tới nha môn cùng quan sai ăn cơm nói chuyện phiếm. Mà các quan sai cầm trong tay bức họa chân dung của hắn, sau khi xem xong cảm thấy rất giống người trong tranh, nhưng nghĩ đạo tặc tuyệt đối không có can đảm lớn như vậy, cho nên cuối cùng kết luận người này chỉ có chút giống mà thôi. Điều này cũng ứng với câu danh ngôn, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Phương Tử Vũ cũng là may mắn, lời của Lý Thế Dân vừa được công bố, trong phạm vi Lý Đường thế lực không được dán chân dung của Phương Tử Vũ. Cửu Giang cũng thuộc khu vực Lý Đường quản hạt, đương nhiên không dám vi phạm lời nói của Tần Vương. Cho nên ở trong thành trì của Lý Đường ngược lại không có một người có thể nhận ra Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ đi vào một tiểu điếm quy mô không nhỏ, ngồi ở một góc vắng vẻ gọi một bình rượu tinh tế. Nhớ rõ lúc trước khi cùng Từ Ngạo Thiên mới vào thế tục, tại một gian tiểu điếm lụi bại cũng trong một góc như vậy, cũng một loại rượu này, hai người uống bát lớn nói chuyện thiên hạ. Bất chi bất giác Phương Tử Vũ lâm vào trong hồi ức, vẻ băng lãnh trên khuôn mặt hòa tan đi một chút. Trong tiểu điếm đột nhiên truyền ra tiếng kinh hô, khiến Phương Tử Vũ từ trong hoài niệm khôi phục lại. Thì ra là một toán hai nam nữ đi vào trong tiểu điếm, đặc biệt là hai nữ tử kia lại có bộ dáng tuyệt sắc giai nhân, khó trách vừa rồi lại tạo ra náo động như thế. Phương Tử Vũ vội vội vàng vàng liếc mắt một cái liền cúi đầu tiếp tục uống rượu. Nhưng rất nhanh cả người hắn liền chấn động, lập tức lại ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới. Lần nữa nhìn kỹ mới phát hiện bốn người kia đúng là người quen của hắn. Hơn nữa một nữ tử tuyệt sắc trong đó đúng là Lục Tử Huyên, người mà được hắn liều mạng cứu lúc trước. Ở tu chân giới truyền lưu một câu chuyện tình đẹp mà thê lương. Ở thời đại phong thần, từng có một tiên nữ trên trời được phái xuống phàm gian trợ giúp chân mệnh thiên tử. Trong thời gian đó, tiên tử kia trong một lần ngoài ý muốn suýt nữa bị chết, lại được một vị thiếu niên anh tuấn cứu. Vì thế tiên tử yêu thiếu niên, tiếc rằng thiên ý trêu ngươi, thiếu niên kia sau khi tự nguyện sa ngã, nguyện cùng tà ma ngoại đạo làm bạn. Tiên tử thương tâm phải lựa chọn giữa tình yêu cùng chính nghĩa, cuối cùng vẫn tự tay chém đầu của người yêu xuống. Cuối cùng tiên tử ôm đầu của người yêu ở trên đỉnh núi bi thương hóa thành tượng đá, là ngọn Vọng Thiên Phong như hiện giờ. Tiên tử ngày ngày nhìn trời, trông mong thượng thiên thương hại có thể làm cho người yêu của mình trở lại bên người. Chuyện xưa này được người đời kể lại, khiến cho vô số nam nữ si tình sau khi nghe thấy truyền thuyết này mà lệ rơi đầy mặt. Nhưng mỗi người sau khi cảm thụ qua sự bi thương của tiên tử đều đã tự hỏi, nếu thời gian quay ngược lại một lần nữa để cho tiên tử giết chết thiếu niên nọ, nàng có còn có thể ra tay được hay không? Đại bộ phận nam nhân đều nói vì chính nghĩa đại nghĩa diệt thân. Đại bộ phận nữ tử nói sẽ không, tiên tử kia đã phải thương tâm một lần, nàng khẳng định không muốn lại đau khổ một lần nữa. Nếu thời gian quay lại, nàng nhất định sẽ khuyên thiếu niên cùng nàng quy ẩn, hai người cùng nhau chung sống đến bạc đầu. Thế nhưng thật có thể như ý được sao? Trong khoảnh khắc Phương Tử Vũ nhìn thấy Lục Tử Huyên thì ký ức vốn đã bị chôn sâu dưới đáy lòng lại được mở ra. Cái tên ngày ngày đêm đêm muốn quên đi kia thủy chung vẫn quanh quẩn ở trong lòng. Còn có một khuôn mặt kia. Người tên gọi là gì? Ta gọi là Lục Tử Huyên. Ta gọi là Phương Tử Vũ. Lục Tử Huyên, đáp ứng với ta hai chuyện được không? Chuyện gì? Thứ nhất, sau này mặc kệ gặp phải khó khăn gì hay nguy hiểm gì, không đến một khắc cuối cùng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng vứt bỏ bản thân.
Được, nếu hôm nay ta có thể sống, ta đáp ứng với ngươi. Còn chuyện thứ hai? Chuyện thứ hai đó là nhớ rõ ta. Nhớ rõ ngươi ư? Hai tay của thiếu niên mở rộng như một đôi cánh song song với bả vai, thoạt nhìn giống như một cây thánh giá hoặc là một con chim ưng. Sau đó hắn ngửa đầu nhìn nàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười chưa sót, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Không! Cả đầu và tay của nàng đều với ra ngoài. Tay nàng nhẹ nhàng quơ lên, muốn giữ lại thân thể của hắn. Thế nhưng nàng bắt lấy chỉ có gió núi hư vô mờ mịt. Nàng nhìn thân thể của Phương Tử Vũ nhanh chóng rơi xuống. Trong mắt nàng tất cả đều là nụ cười bất đắc dĩ cuối cùng của Phương Tử Vũ. Cuối cùng chỉ nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh đem khuôn mặt hoàn toàn che lấp kia. Hắn đã biến mất. Chuyện cũ lần lượt tái hiện trong lòng. Không biết vì sao Phương Tử Vũ đột nhiên nhớ lại câu chuyện cũ này. Khi mới lên Ngọc Hư Cung, ngoại trừ sư huynh thì không có mấy người nguyện ý nói chuyện với hắn. Thậm chí ngay cả sư phụ bách kiếp của hắn cũng chẳng quan tâm. Mãi đến sau khi Phương Tử Vũ mất tích trở về, diện mạo đại biến, lúc này những nữ tử xinh đẹp đó mới đều bám lấy. Điều này khiến Phương Tử Vũ cảm thấy sự dối trá của nhân tình. Mà một chuyện xưa này cũng là lúc ấy không biết nữ tử nào của Ngọc Hư Cung nói cho hắn nghe. Lúc ấy hắn nghe qua liền quên, không nghĩ tới hiện tại khi gặp lại Lục Tử Huyên, chuyện xưa tưởng như đã sớm quên kia lại bất ngờ xuất hiện trong đầu. Giờ phút này Phương Tử Vũ đột nhiên phát giác tình cảnh của mình và Lục Tử Huyên lại không khác mấy so với hai nhân vật chính trong chuyện xưa. Đều là thiếu niên cứu thiếu nữ, rồi sau đó thiếu niên sa ngã bị người đời khinh thường. Chỉ là không biết Lục Tử Huyên còn nhớ thiếu niên từng có bộ dạng xấu xí kia không. Nàng có giống như tiên tử trong chuyện xưa, chờ đợi mà si ngốc, trông mong mà si ngốc. Cười khổ một chút, Phương Tử Vũ thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục chậm rãi uống rượu. Bốn người Lục Tử Huyên đối với âm thanh ầm ĩ trong tiểu lâu này dường như cảm thấy phiền chán, hơi nhíu mày. Sau đó phát hiện chỗ của Phương Tử Vũ một góc vắng vẻ, cô gái từng được Lục Tử Huyên gọi là sư muội nọ báo một tiếng. Bốn người lập tức đi đến chỗ trống bên cạnh Phương Tử Vũ ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên. Thiếu niên kia dường như rất bất mãn đối với sự soi mói của những người trong tiểu lâu này, xoay người hung hăng trừng mắt nhìn người ngồi ở mỗi bàn, sau đó gõ gõ trường kiếm trong tay. Lúc này thực khách mới phát hiện ra, thì ra bọn họ mỗi người trên người đều mang một thanh trường kiếm. Hơn nữa bốn người đều xem y ngăn nắp, âm thầm đoán rằng mấy người này có thể không dễ chọc. Vì thế thanh âm trong tiểu lâu chậm rãi nhỏ dần. Nhưng những ánh mắt soi mói như cũ chăm chú trên người Lục Tử Huyên và một thiếu nữ khác. Mà hai vị thiếu nữ người đương sự thì dường như đối với những ánh mắt này đã tập thành thói quen, tự nhiên ở một bên tự nhiên trò chuyện. Hoa Mỹ, mội nói hắn sẽ có chuyện gì sao? Lý Hoa Mỹ còn chưa trả lời, thiếu niên lúc trước đã chen vào. Chết là tốt nhất. Lục Tử Huyên không vui nói. Tiến Trạm sư huynh. Một thiếu niên khác cũng vội vàng phụ họa. Tỷ, Tiến sư huynh nói đúng đấy. Hắn năm đó không phải cứu tỷ một mạng thôi sao? Làm sao vẫn mãi để trong lòng như vậy? Hơn nữa hắn hiện tại chính là đối tượng của tu chân giới cách sát lệnh đấy. Tỷ nếu muốn giúp hắn thì có thể hại cha, hại cửu U Xuân Trang thảm rồi. Lục Tử Huyên khẽ nhăn mày không nói gì. Tiễn Trạm vỗ nhẹ lên lưng Lục Thiên, cười ha ha nói. Thiên Kỳ không hổ là huynh đệ tốt của ta. Tử Huyên, Thiên Kỳ nói đúng đấy. Muội cần phải nghĩ nhiều hơn cho cửu U Xuân Trang. Lục Thiên Kỳ cười mỉa nói. Đệ nói chính là sự thật mà, đúng không tỷ phu? Phương Tử Vũ ở bên cạnh nghe vậy thoáng run rẩy, trong lòng giống như nếm đủ ngũ vị mặt ngọt chua cay. Không nghĩ tới chuyện qua nhiều năm rồi mà Lục Tử Huyên thực sự vẫn nhớ tới mình. Nhưng một tiếng tỷ phu của Lục Thiên Kỳ làm cho Phương Tử Vũ trong lồng ngực giống như phiên giang đảo hải, sóng cuộn biển gầm không dứt. Một tiếng tỷ phu này cũng khiến Tiến Trạm rất là vui vẻ, cười to nói. Ngoan, tiểu cứu tử, đợi sau khi trở về, tỷ phu sẽ nhờ luyện khí đại sư đặc biệt luyện chế cho đệ một thanh pháp kiếm tốt nhất. Lục Thiên Kỳ cười hi hi nói. Vậy xin đa tạ tỷ phu trước. Lý Hoa Mỹ khẽ xí một tiếng nói. Bát tự còn chưa xem đã loạn nhận quan hệ. Lục Thiên Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói. Ê, Hoa Mỹ, mội nói như vậy có thể không đúng rồi. Tỷ phu cùng tỷ của huynh chính là từ nhỏ đã có hôn ước. Huynh ấy làm tỷ phu của huynh cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Gọi trước như vậy cũng không có quan hệ gì. Tiến Trạm cười ha ha nói. Nói rất đúng, sư muội à, Thiên Kỳ nói cũng không sai.
Tử Huyên sớm hay muộn cũng là người của Tiễn gia ta. Ai, muội làm sao phải tức giận như vậy? Chẳng lẽ không nỡ xa Tử Huyên muốn làm nhị phòng của huynh chứ gì? Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ đồng thời hừ một tiếng, mà Lục Thiên Kỳ đúng lúc đó cũng ho khan vài cái. Tiễn Trạm cười to nói: "Nói đùa thôi, nói đùa thôi. Lý sư muội chính là người trong lòng của Thiên Kỳ, huynh là tỷ phu, sao lại đoạt người yêu của đệ chứ?" Lục Thiên Kỳ nghe vậy cười khẩy. Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ nghe hắn nói càng ngày càng thái quá, mặt đều đã biến sắc. Lục Tử Huyên trầm giọng nói: "Tiễn Trạm sư huynh, hôn ước của ta và huynh quả thật không thể thay đổi, nhưng không có nghĩa là ta không có ý nghĩ của mình, cho nên mời huynh sau này khi nói chuyện thì tôn trọng ý kiến của ta một chút được không? Còn nữa, xin đừng lấy Hoa Mỹ ra nói đùa. Thiên Kỳ, đệ cũng đừng nghĩ đến chuyện cóc ăn thịt thiên nga, hãy luyện công cho tốt vào, tương lai kế thừa Cửu U Sơn Trang của cha mới là đại sự của đệ." Lục Thiên Kỳ sắc mặt trầm xuống: "Tỷ, đệ và Hoa Mỹ chính là tình đầu ý hợp à?" "Tình đầu ý hợp ư?" Lục Tử Huyên cười lạnh nói: "Đó chính là đệ tự tác đa tình." Dứt lời đứng lên nói: "Ta không muốn ăn, các ngươi tự mình ăn đi." Sau đó xoay người rời khỏi tiểu lâu. Lý Hoa Mỹ than một tiếng nói: "Muội đi xem tỷ ấy." Đợi sau khi Lý Hoa Mỹ và Lục Tử Huyên đồng thời rời đi, Tiễn Trạm sắc mặt xanh mét oán hận nói: "Nữ nhân này thật sự phải dạy dỗ cho tốt rồi." Lục Thiên Kỳ cũng có sắc mặt khó coi nói: "Tỷ phu." Tiễn Trạm đưa tay ngăn lại nói: "Yên tâm đi, Hoa Mỹ là của đệ, nàng ta không chạy được đâu. Chẳng qua tỷ tỷ kia của đệ có làng ta ở giữa làm khó dễ, chuyện của đệ cũng khó làm à." Lục Thiên Kỳ vội la lên: "Tỷ phu, vậy phải làm sao bây giờ?" "Làm sao bây giờ ư? Dễ thôi." Tiễn Trạm cười âm hiểm nói: "Chờ nàng ta biến thành người của ta, sẽ đối với ta thiên ni bách thuận, bảo gì nghe nấy. Đến lúc đó ta đem Hoa Mỹ gả cho đệ, tin rằng nàng ta cũng không dám nói gì đâu." Lục Thiên Kỳ chấn động: "Tỷ phu, huynh không phải là muốn..." "Làm sao, dù sao nàng sớm muộn cũng là người của ta, thời gian sớm một chút thì có quan hệ gì đâu. Thiên Kỳ, tiếng tỷ phu này của đệ cũng không phải là gọi chơi đấy chứ." Lục Thiên Kỳ sau khi suy tư một lát cắn răng nói: "Cũng tốt, dù sao tỷ của đệ sớm muộn gì cũng phải gả cho huynh, chuyện này đệ chỉ coi như là không biết là được. Tỷ phu, huynh ngàn vạn lần đừng đem chuyện của đệ nói ra ngoài à, bằng không cha của đệ khẳng định sẽ giết đệ mất." Tiễn Trạm vỗ vỗ vai của hắn nói: "Yên tâm, ta làm sao lại hại tiểu cứu tử của mình cho được." "Hoa Mỹ kia..." Tiễn Trạm trong mắt hiện lên tinh mang: "Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Khi ta ra tay với tỷ tỷ của đệ, đệ cũng thuận tay làm luôn Hoa Mỹ, như vậy hai người các nàng mới không dám lộ ra." Lục Thiên Kỳ mừng rỡ, vội vàng gật đầu, nhìn một chút đồ ăn đầy bàn lại hỏi: "Tỷ phu, cơm này chúng ta ăn hay không ăn?" "Không ăn." Tiễn Trạm tiện tay ném một thỏi bạc cho người rời đi. Chờ sau khi Tiễn Trạm và Lục Thiên Kỳ rời đi, Phương Tử Vũ thở dài một tiếng. Sau khi lẩm bẩm vài tiếng, Lục Tử Huyên cắn chặt răng, dứt khoát đứng dậy muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, một bàn khác cách đó không xa, cả bàn tổng cộng 7 tên đại hán đồng thời đứng dậy trả tiền rời đi. Từ khi tiến vào tiểu lâu, Phương Tử Vũ đã nhìn ra một bàn 7 người này đều là người tu chân, đều là tâm động và linh tịch kỳ, tu vi quả thực không kém. Lúc này, bọn họ truy ở phía sau đám người Lục Tử Huyên có quan hệ gì hay không đây? Phương Tử Vũ trong lòng vừa động, bỏ lại một thỏi bạc vụn vội vàng rời đi. 4 người Lục Tử Huyên ở phía trước chậm rãi cất bước, phía sau 7 đại hán cũng từ từ đi theo. Xa xa phía sau những đại hán lại có Phương Tử Vũ, hình thành một cảnh tượng quái dị trên đường lớn huyên náo. Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ đều là những gia nhân tuyệt sắc nhân gian. Nếu chỉ một mình Lý Hoa Mỹ thì tuyệt đối có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng so sánh với Lục Tử Huyên thì còn xa mới so sánh được. Lục Tử Huyên xinh đẹp tựa như tiên tử mờ ảo, không có thực trong chốn nhân gian, lại giống như tiên nữ trên 9 tầng trời lạc xuống phàm trần. Thể hiện khí chất cao quý, xinh đẹp là tiêu điểm chú ý của muôn người. Cho nên tuy rằng Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ đi trên đường tạo thành náo động không nhỏ, mọi người đều quay đầu nhìn lại, thế nhưng trong đó tuyệt đại đa số ánh mắt đều chăm chú nhìn Lục Tử Huyên.
Mãi đến khi thân ảnh của bốn người Lục Tử Huyên biến mất nơi góc đường, những người trên đường này mới hồi phục tinh thần, đều than thở hai tên thiếu niên bên người các nàng thật sự là có vận khí. Bốn người sau khi rời thành vẫn đi về phía đông bắc, đó là phương hướng đi tới Đông Hải. Bọn họ dường như cũng chưa phát hiện ra hai nhóm người đi phía sau, mỗi người đều mang tâm sự một đường cứ thế đi tới. Bốn người đi bộ suốt một buổi chiều, sắc trời bắt đầu tối, Tiễn Trạm ngẩng đầu nhìn trời nói: "Trời sắp tối rồi, xem ra trước khi trời tối cũng không đến được Tối Xuân Thành, sớm biết như vậy lúc trước đã mua ngựa ở trong thành kia rồi." Lục Thiên Kỳ đi lên hỏi: "Tỷ phu, bây giờ phải làm sao đây?" Tiễn Trạm nhún vai nói: "Không có biện pháp, chỉ có đến Tối Xuân Thành mới có thể mua được ngựa thôi. Buổi tối hôm nay chỉ có thể tạm thời ở ngoài trời ngủ một đêm, không biết Tử Huyên và sư muội hai người nghĩ sao?" Lục Tử Huyên nhẹ giọng nói: "Sao cũng được." Lý Hoa Mỹ cũng lắc đầu tỏ vẻ bản thân không có ý kiến. Tiễn Trạm và Lục Thiên Kỳ bốn mắt nhìn nhau, đều tươi cười lộ ra vẻ hiểu ý. Buổi tối hôm nay sẽ là một đêm khiến cho bốn người bọn họ suốt đời khó quên. Bốn người ngồi xuống giữa rừng, Tiễn Trạm nhóm lên một đống lửa nhỏ. Lý Hoa Mỹ lấy lương khô trong tay nải ra chia cho ba người. Bốn người cứ như vậy ngồi bên cạnh đống lửa chậm rãi nhai lương khô. Lục Tử Huyên hỏi: "Hoa Mỹ có nước hay không?" Lý Hoa Mỹ lấy ra bình nước lắc lắc, lại lấy ra một cái khác lắc vài cái, cười khổ nói: "Buổi chiều hai người bọn họ đã uống hết rồi." Tiễn Trạm khẽ gõ lên đầu của Lục Thiên Kỳ một cái, giả vờ cả giận nói: "Cũng tại đệ cả, sao có thể uống như vậy được, vừa qua trưa một chút đã uống hết hai bình nước rồi." Lục Thiên Kỳ ủy khuất nói: "Tỷ phu, đệ cũng không muốn mà, nhưng chúng ta không ăn cơm trưa, đệ đã đói bụng, chỉ có thể uống nước cho đỡ đói thôi." Tiễn Trạm xua tay nói: quên đi, cũng không thể trách đệ được. Sư muội đưa bình nước cho ta, khi chúng ta đến đây có đi ngang qua một con suối nhỏ, để ta đi tới đó lấy chút nước vậy." Lục Thiên Kỳ kêu lên: "Tỷ phu, đệ cũng đi." Tiễn Trạm cười nói: "Được, chúng ta cùng đi. Tử Huyên, muội đợi một lát vậy, ta lấy nước xong lập tức sẽ quay lại." Lục Tử Huyên không nhìn hắn, chỉ cúi đầu chậm rãi nhai lương khô. Tiễn Trạm thầm mắng một tiếng, mang theo Lục Thiên Kỳ phẫn nộ rời đi. Chờ sau khi hai người Tiễn Trạm đi được một lúc, Lục Tử Huyên đột nhiên nói: "Hoa Mỹ, lát nữa bọn họ mang nước tới, chúng ta ngàn vạn lần đừng có uống." Lý Hoa Mỹ sửng sốt nói: "Tại sao?" Lục Tử Huyên cười lạnh nói: "Với tu vi của hai người bọn họ, vài ngày không ăn, không uống cũng không có vấn đề gì. Hôm nay làm sao lại có thái độ khác thường như thế? Một buổi chiều đã uống hết hai bình nước rồi. Muội có nhớ chúng ta đi thẳng một đường tới đây cũng hơn nửa tháng mới uống hết hai bình nước kia, giữa trưa mới vừa đổ đầy, lúc này đã hết rồi sao?" Lý Hoa Mỹ giật mình nói: "Tỷ nói là không thể nào, sư huynh bọn họ không phải là loại người như vậy." Lục Tử Huyên cười lạnh nói: "Muội còn không hiểu sư huynh của muội sao, vì muốn đạt được mục đích không từ thủ đoạn." Lý Hoa Mỹ cắn chặt môi dưới, hiển nhiên là có chút tin tưởng lời nói của Lục Tử Huyên. Tiễn Trạm đích thực là người như thế, hơn nữa cũng từng làm qua những chuyện như thế này, muốn âm thầm chúng tay đối phó với các nàng. Chẳng qua Lục Tử Huyên quá mức thông minh, bị nàng nhìn thấu ngay từ đầu nhưng lại không nói ra, cho nên trên đường cũng bình an vô sự. Nhưng những việc này phần lớn đều do Lục Tử Huyên tự mình giải quyết mà không nói gì với Lý Hoa Mỹ, cho nên nàng ta cũng không biết gì nhiều, chỉ là dọc đường đi dựa vào trực giác của nữ nhân nên có chút cảm giác mà thôi. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cười ha ha thô lỗ truyền đến. Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ chấn động, vội vàng rút trường kiếm, vẻ mặt đề phòng. Chỉ chốc lát sau, trong rừng đi ra năm đại hán, tất cả đều nhìn chằm chằm hai người, lộ vẻ háo sắc. Lục Tử Huyên giận tái mặt hỏi: "Các ngươi là ai?" Một đại hán trong đó tiến lên cười nói: "Tiểu mỹ nhân, không cần phải sợ. Chúng ta là Sơn Lâm Thất Hổ, hôm nay gặp chuyện bất bình cho nên thuận tay binh vực kẻ yếu mà thôi." Lục Tử Huyên trầm giọng hỏi: "Chuyện bất bình gì vậy?" Đại hán huyết sáo, từ phía sau đi ra hai đại hán, mỗi người trong tay đều kéo theo một người. Lý Hoa Mỹ thất thanh nói: "Sư huynh!" Trong tay hai đại hán này đúng là Tiễn Trạm và Lục Thiên Kỳ, lúc nãy vừa đi múc nước. Nhưng giờ đây, hai người này bọn họ ai nấy đều cũng vỡ đầu chảy máu, vẻ mặt thì xám ngoét. Đại hán xoay người lấy từ trong lòng Tiễn Trạm ra một gói giấy, thuận tay mở ra, bên trong toàn là bột phấn óng ánh. Đại hán cười nói:
Tên này mượn việc múc nước muốn bỏ gói thuốc mê này vào trong nước đầu độc hai vị cô nương. Cũng may là bảy huynh đệ chúng ta đi ngang qua, nhất thời cảm thấy bất bình nên mới xuất thủ trợ giúp hai vị. Lục Tử Huyên vòng tay nói: Nếu vậy xin đa tạ, hai người bọn họ là bằng hữu và đệ đệ của ta, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Sau này mấy vị ghé qua Cửu U Sơn Trang, chúng ta nhất định khoản đãi bảy vị anh hùng chu đáo. Cửu U Sơn Trang ở tu chân giới cũng coi như là danh môn đại phái, nổi danh với trận pháp và ngự thú thuật. Chỉ cần là người tu chân, không ai lại không nể mặt Cửu U Sơn Trang. Nhưng mấy đại hán này giống như không biết gì, xua tay cười nói: Việc đó không cần, chúng ta cũng không phải là giúp không. Lục Tử Huyên sắc mặt khó coi: Vậy các ngươi muốn thế nào? Đại hán xoa xoa hai tay, cười dâm đãng không nói. Việc đã đến nước này, ngay cả Lý Hoa Mỹ cũng biết bọn chúng muốn gì. Hai người lập tức chuẩn bị kiếm trận sẵn sàng nghênh địch. Một đại hán khác tiến lên nói: Lão đại, hai nữ tử này không cần huynh phải ra tay, giao cho đệ đi. Đại hán cười nói: Được thôi, lão nhị ngươi, cái thằng tiểu tử này muốn thừa dịp hưởng dụng trước ta đúng không? Không thành vấn đề, chờ ngươi bắt được các nàng, lần đầu tiên của nữ tử bên cạnh kia sẽ thưởng cho ngươi. Lão nhị khuôn mặt đều cáng nói: Cảm ơn lão đại, chẳng qua nữ nhân của lão đại có thể để đệ là người thứ hai nếm thử hay không? Lão đại lớn tiếng cười nói: Không thành vấn đề, huynh đệ ta cứ lấy thứ tự mà sắp xếp vậy. Đại hán dẫn theo Lục Thiên Kỳ mặt lộ ra vẻ bất mãn, nhỏ giọng nói thầm: Lão út đều là chịu thiệt như vậy sao? Đại hán dẫn theo Tiến Trạm vỗ vai hắn an ủi: Không có cách nào khác, ai bảo hai người chúng ta thực lực không đủ, chỉ có thể sắp xếp đến thứ 6 và thứ 7 mà thôi. Nói xong lại nhìn Tiến Trạm trên tay cười nhạo: Tiểu tử, hãy nhìn cho thật kỹ, hai người vợ tương lai của ngươi lát nữa sẽ sung sướng đến mức nào. Tiến Trạm cắn chặt hàm răng, mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Lúc này, lão nhị đã sớm quấn lấy Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ. Lục Tử Huyên chỉ có tu vi tâm động sơ kỳ, mà Lý Hoa Mỹ lại càng kém, chỉ là dung hợp sơ kỳ. Hai người làm sao có thể là đối thủ của linh tịch kỳ cao thủ? Chỉ được mấy chiêu, trường kiếm trong tay hai nàng đã bị đánh bay. Lão nhị lại càng nhanh tay, lẹ mắt, điểm trúng huyệt đạo hai nàng, khiến cho thân người hai nàng mềm nhũn ngã xuống đất. Có lực mà không dùng được. Để phòng ngừa hai người tính tình cương liệt, cắn lưới tự sát, xem thủ pháp của lão nhị rõ ràng là một kẻ lão luyện. Lão nhị vỗ vỗ tay cung kính nói: Lão đại, mời người lên trước. Lão đại liếm liếm môi, không cần nói nhiều, thoáng cái đã nhào lên người Lục Tử Huyên. Cùng lúc lão nhị cũng nhào lên người Lý Hoa Mỹ. Hai thiếu nữ trẻ tuổi muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng huyệt đạo bị điểm toàn thân vô lực, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Cuối cùng hai người chỉ có thể lặng lẽ cam chịu. Những giọt lệ nhục nhã chảy dài trên gương mặt hai nàng. Soạt một tiếng, lão đại vội vàng xé rách quần áo trên người Lục Tử Huyên. Bên trong lộ ra nội y. Chỉ cần tiếp tục xé rách nội y và yếm hồng bên trong thì sẽ không còn gì ngăn trở. Bên ngoài, năm tên đại hán nhìn chăm chú đến nỗi ngay cả trong mắt đều lòi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, lão đại và lão nhị đột nhiên cùng nhau nhảy dựng lên. Lão đại lại càng nổi giận, lớn tiếng mắng: Con mẹ nó là ai? Lăn ra đây cho lão tử! Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ giống như gặp được cứu tinh, ngoảnh trái trông phải. Ở một phía khác của khu rừng, một bóng người chậm rãi đi ra, vải thô áo gai nhưng không ngăn được anh khí bức người. Chỉ là trên người hắn mơ hồ tỏa ra khí tức băng lãnh, khiến người ta rất khó chịu. Trong khí tức băng lãnh còn có pha lẫn sát khí dày đặc. Khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cả người Lục Tử Huyên run rẩy hẳn lên. Lão đại vừa nhìn thấy người đi ra liền quát to: Các huynh đệ, xử lý hắn cho ta! Lại chỉ vào Lý Hoa Mỹ hét lớn: Ai thịt được hắn thì lần đầu tiên của cô gái này cho! Sáu gã huynh đệ có vui mừng có lo âu. Vui mừng đương nhiên là năm người khác, lo âu chính là lão nhị. Chẳng qua lão đại mở miệng, ai dám phản đối đây? Nhưng đúng lúc này, lão đại giống như gặp quỷ hét lớn: Là ma tôn Phương Tử Vũ ư? Phương Tử Vũ là ai? Nếu có người hỏi vấn đề này, nhất định sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Thiên hạ này còn có người nào là không biết đến Phương Tử Vũ đây? Ở tu chân giới, một thiếu niên mới tu chân mấy năm đã là cao thủ nguyên anh kỳ. Hơn nữa, bức một cao thủ độ kiếp kỳ toàn lực ứng chiến. Chuyện này đã trở thành một giai thoại lớn. Hơn nữa, thiếu niên thiên tài này chỉ trong một đêm đồ sát cả Ngọc Hàn Cung.
Không lâu sau lại truyền ra tin tức hắn có thể có liên quan tới Sơn Trang, bị liệt vào cấm thoại không được nhắc đến. Nhất thời thanh danh vang xa, tu chân giới không ai là không biết. Ở thế tục giới, hai người Phương Tử Vũ và Từ Ngạo Thiên tay trắng dựng nghiệp, hẻm núi chống địch quân, rộng rãi thu nạp dân chúng, đánh chiếm Đông Hải. Trong lần đối mặt với đại quân bên địch đông gấp bội lần, lại lấy 100 kỵ binh xông vào vòng vây của quân địch. Phương Tử Vũ lại càng đại phát thần uy, lấy sức một người độc đấu mấy vạn đại quân, thực là chém giết khiến bọn họ kêu cha gọi mẹ, cướp đường chạy trốn. Sau đó Đông Hải thành được quản lý gọn gàng, ngăn nắp, mỗi một quy định đều suy nghĩ cho dân chúng. Sau khi lượng lớn người tu chân tới thế tục giới, Phương Tử Vũ bị ép phải rời đi. Tần Vương Lý Thế Dân, người được cho là có hy vọng nhất thu được thiên hạ, vào lúc này cũng lên tiếng thế lực của Lý Đường sẽ tận hết sức giúp đỡ Phương Tử Vũ. Ngoại trừ phạm vi thế lực của Lý Đường, trong các thành khắp thiên hạ đều dán đầy chân dung của hắn. Một nhân vật truyền kỳ như vậy, người trong thiên hạ có ai là không biết đến. Một nhân vật giàu sắc thái truyền kỳ như thế, nhân vật lãnh huyết vô tình nhất trong truyền thuyết, lúc này lại đang đứng trước mặt bọn họ. Điều này làm sao có thể không khiến cho lão đại thất thố trước mặt các huynh đệ khi nhận ra hắn. Đột nhiên nghe thấy tên của Phương Tử Vũ, 6 tên còn lại đang bị lửa dục thiêu đốt đều giống như bị hắt bát nước lạnh, ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Mà ba người Lý Hoa Mỹ, Tiễn Trạm và Lục Thiên Kỳ lại kinh ngạc nói không ra lời. Ánh mắt của Phương Tử Vũ dừng lại trên mặt Lục Tử Huyên, nhìn thấy nước mắt giàn giụa và quần áo bị xé rách kia khiến sắc mặt vốn băng lãnh của hắn càng thêm lạnh lẽo. Tràng diện xuất hiện bầu không khí khác thường. Được một lát, lão đại mới vội ho khan một tiếng nói: "Ma Tôn." Phương Tử Vũ không nói gì, chỉ chậm rãi đi đến bên người Lục Tử Huyên. Cũng may quần áo trên người nàng mặc dù bị xé rách và lộn xộn, nhưng không có để lộ ra cái gì, nếu không Phương Tử Vũ đã sớm ra tay rồi. Lục Tử Huyên một mực nhìn hắn đi lại gần, nước mắt trào ra không thể kìm nén, trong ánh mắt chứa đầy thần sắc phức tạp. Phương Tử Vũ cởi áo khoác ngồi xổm xuống, chậm rãi khoác lên trên người nàng. Lục Tử Huyên đôi môi mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng thủy chung không phát ra âm thanh. Phương Tử Vũ khẽ vung tay, Lục Tử Huyên lập tức ngồi dậy, nhào vào lòng hắn khóc to lên. Lý Hoa Mỹ ở bên cạnh cũng chậm rãi ngồi dậy, giữ chặt quần áo bị xé rách, lặng lẽ chảy nước mắt. 7 tên đại hán hoảng hốt, lão nhị là cao thủ điểm huyệt trong bọn họ. Hắn chính là bằng vào thủ pháp điểm huyệt độc môn, khó khăn lắm mới có thể ngồi lên vị trí lão nhị. Tin tưởng thế gian này người tu chân bình thường tuyệt đối không có năng lực giải trừ thủ pháp điểm huyệt của lão nhị. Nhưng vừa rồi Phương Tử Vũ chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, trong nháy mắt đồng thời giải khai huyệt đạo cho Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ. Chỉ bằng chiêu tảo phong cách không giải huyệt ấy đã đủ để chấn nhiếp toàn trường. Khó trách có thể bằng sức một người tiêu diệt hoàn toàn Ngọc Hàn Cung. Cũng khó trách trong sự đổi giết của người tu chân khắp thiên hạ đến nay vẫn bình yên vô sự, thịnh danh chi hạ tuyệt vô nhược thủ. Hơn nữa nhìn hành động lúc này của Lục Tử Huyên, rõ ràng là có quen biết từ trước với Ma Tôn Phương Tử Vũ này, và lại quan hệ rất không bình thường. Lão đại thầm kêu một tiếng không tốt, ngầm ra hiệu cho mấy huynh đệ, 7 người thừa dịp tất cả tâm thần của Phương Tử Vũ đều tập trung trên người Lục Tử Huyên, chậm rãi lui về phía sau. Đột nhiên một thanh âm băng lãnh truyền đến: "Đi đâu?" Thanh âm băng lãnh khiến 7 người đều không tự chủ được dùng mình một cái. Lão đại lập tức cười lạnh nói: "Ma Tôn, huynh đệ chúng tôi có mắt không tròng, không biết hai vị cô nương này, à, hai vị nữ hiệp quen biết với người, đây là hiểu lầm, chúng tôi vốn cũng là thấy hai tên xấu xa này có ý đồ với các nàng nên mới ra tay giúp đỡ, bên trong khẳng định có điều hiểu lầm." Dứt lời còn cố ý chỉ Tiến Trạm và Lục Thiên Kỳ vô lực nằm trên mặt đất. Phương Tử Vũ nhẹ nhàng đẩy Lục Tử Huyên ra, nàng lúc này cũng biết bản thân thất thố, trên khuôn mặt hồng vẫn còn vương nước mắt khiến người ta nhìn thấy mà thương xót. Hắn chậm rãi đứng dậy lạnh lùng nói: "Lưu lại tính mạng." Lão đại biết chuyện hôm nay khó có kết quả tốt, ngầm ra hiệu cho các huynh đệ chuẩn bị ra tay. Lão nhị tiến lên tức giận hét lớn: "Họ Phương kia, người khác sợ danh hiệu Ma Tôn của ngươi, nhưng Sơn Lâm Thất Hổ ta..." Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy trước mắt hoa lên, lão nhị cảm thấy từ trên ngực truyền đến một trận đau đớn, cúi đầu mới thấy Phương Tử Vũ không biết đã lắc mình tới trước mặt hắn lúc nào, một bàn tay lại cắm ở chỗ trái tim. Lão nhị mang theo thần sắc không thể tin, từ từ ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống.
sáu người còn lại đều lộ vẻ khó có thể tin. Phải biết rằng lão nhị chính là cao thủ linh tịch kỳ. So với nguyên anh kỳ, tuy rằng kém mấy cấp bậc, nhưng một người nguyên anh kỳ muốn giết một cao thủ linh tịch kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy, càng không nói một chiêu có thể đắc thủ. Hơn nữa, mọi người còn không nhìn thấy hắn ra tay như thế nào. Đây chính là nguyên anh kỳ trong truyền thuyết hay sao? Lão đại cắn răng hét lớn: "Các huynh đệ, liều mạng!" Từ lão tam tới lão thất đều biết hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào ưu thế số lượng để xem có cứu lại một cái mạng nhỏ này hay không. Bọn họ đều muốn giành giật tính mạng mà bất chấp, hét lớn xông lên. Mà lão đại của bọn họ, người vừa hét liều mạng vào lúc này, lại lén lén nút nút về phía sau mấy bước, sau đó xoay người liều mạng chạy trốn. Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh nhảy vào trong vòng vây. Sau khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đoạt được một thanh trường kiếm trong tay một người, lập tức xoay tròn một vòng tại chỗ, sau đó vung tay ném. Thanh trường kiếm kia giống như có mắt, đâm thẳng vào lưng của lão đại, xuyên qua thân thể, mạnh mẽ cắm sâu trên một cây đại thụ ở phía trước không thấy chui kiếm. Toàn đương trường trở nên vô cùng yên tĩnh. Bốn người Lục Tử Huyên, Lý Hoa Mỹ, Tiến Trạm và Lục Thiên Kỳ giật mình nhìn chiến trường. Tại đương trường, năm tên đại hán hình thành hình cái quạt vây quanh phía trước của Phương Tử Vũ. Đối mặt với Phương Tử Vũ, cả đám mắt mở lớn nhưng không ai có hành động gì. Đột nhiên, cổ của năm người này đồng thời vỡ ra một lỗ thủng, máu tươi từ gáy phun ra như suối. Năm người này lại lấy các tư thế khác nhau cùng lúc ngã xuống đất, không động đậy nửa phân. Một trận gió đêm thổi qua, xa xa lão đại vẫn duy trì tư thế chạy trốn, sau tiếng bịch cũng ngã gục xuống đất. Ngoại trừ Lục Tử Huyên, còn lại ba người đều hít vào một hơi lãnh khí. Đây còn là con người hay sao? Bất luận là Tiến Trạm, Lục Thiên Kỳ hay là Lục Tử Huyên và Lý Hoa Mỹ, đối mặt với những người này chẳng qua chỉ qua được mấy chiêu đã bị bắt. Nhưng Phương Tử Vũ vừa mới làm cái gì đây? Tùy tùy tiện tiện một chiêu luân hồi chảm vô cùng bình thường đã khiến năm người đồng thời chết đi, lại thêm lão đại đang chạy trối chết. Rốt cuộc phải là người có tu vi ra sao mới có thể làm được điều này? Trên thực tế, ngay cả Phương Tử Vũ cũng không biết bản thân hiện tại đang ở giai đoạn nào, bởi vì ma đạo song tu lại thêm nội đan của Hỏa Vân Huyết Mãng khiến hắn đi lên một con đường tu luyện xưa nay chưa từng có. Lần trước chống lại 6 cao thủ xuất khiếu kỳ, hắn đều có thể chém giết từng người rồi ung dung rời đi, chỉ bị thương không quá nghiêm trọng. Chính quả như thế thì ngay cả lão đạo sĩ cũng phải cảm thán hắn là một con quái vật. Tuy rằng lão đạo sĩ cũng có thể làm được điểm này, nhưng dù sao lão cũng là người tu luyện mấy trăm năm, lại là cao thủ độ kiếp kỳ. Thử nghĩ qua, Phương Tử Vũ mới tiếp xúc với tu chân đến nay chưa được 10 năm, cho dù xuất hiện kỳ ngộ như thế nào đi nữa cũng không có khả năng nhảy vọt tới độ kiếp kỳ. Đây không phải là quái vật thì là cái gì đây? Đối với việc tu vi bản thân hiện tại đang nằm ở giai đoạn nào, Phương Tử Vũ cũng không quá để ý. Trong mắt hắn lúc này chỉ có Lục Tử Huyên. Chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Tử Huyên, hắn mấp máy môi rồi lại không biết nên nói gì cho tốt, cuối cùng chỉ hỏi: "Có cần ta giúp ngươi giết bọn họ hay không?" Nói xong lại nhìn về phía hai người Tiến Trạm và Lục Thiên Kỳ. Thanh âm tuy rằng không lớn nhưng mỗi người ở đây đều nghe rất rõ ràng. Tiến Trạm và Lục Thiên Kỳ lại càng sợ hãi. Chẳng qua huyệt đạo bị điểm, có miệng mà không nói được, chỉ là vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn. Lục Tử Huyên cúi đầu khe khẽ lắc lắc đầu, hai người Tiến Trạm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lời nói của Phương Tử Vũ sau đó lại khiến bọn họ kinh hãi toát mồ hôi. "Không sao, ngươi sau khi trở về nói là ta giết là được." Lục Tử Huyên lại lắc lắc đầu. "Ngươi không muốn giải trừ hôn ước ư?" Lục Tử Huyên miệng hơi dần dật, chưa nói ra nhưng mắt đã đỏ lên. Phương Tử Vũ thầm thở dài một hơi, đưa tay về phía sau phất một cái, huyệt đạo trên người Tiến Trạm và Lục Thiên Kỳ lập tức được giải khai. Tiến Trạm giống như chó bò đến trước chân Phương Tử Vũ, vừa quỳ vừa lạy cầu xin tha mạng. Lục Thiên Kỳ coi như có vài phần ngạo khí, tuy rằng bị dọa khiến sắc mặt trắng bệch từ lâu nhưng không chịu tiến lên cầu xin. Phương Tử Vũ lạnh giọng nói: "Tiến Trạm, chớ có ý đồ gì nữa với Tử Huyên, nếu không cho dù ngươi trốn trong môn phái của ngươi, chỉ cần ta không chết nhất định diệt cả nhà ngươi." Lời nói của Phương Tử Vũ tuy rằng nhẹ nhàng nhưng rất có trọng lượng. Bốn người ở đây đều biết anh hùng sử của hắn, đường đường một cái Ngọc Hàn Cung chính là bị hắn diệt môn như thế.
cũng bởi vậy mà kinh động toàn bộ tu chân giới. Thực lực Ngọc Kiếm Môn của Tiễn Trạm so với Ngọc Hàn Cung cũng không hơn kém bao nhiêu. Tin tưởng Phương Tử Vũ đã có thể tiêu diệt một cái Ngọc Hàn Cung thì đương nhiên cũng sẽ không để ý nhiều đến một cái Ngọc Kiếm Môn. Tiễn Trạm tại chỗ bị dọa không nhẹ, liên tục xin thề nói không dám. Phương Tử Vũ lại nhìn Lục Tử Huyên một cái thật sâu, sau đó mới xoay người rời đi. Ngươi đi đâu? Phía sau truyền đến thanh âm thiết tha, lại có phần nghẹn ngào của Lục Tử Huyên. Thân hình của Phương Tử Vũ dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: lần sau gặp mặt đừng nương tay. Nói xong liền lắc mình biến mất. Lục Tử Huyên lần nữa vô lực chống đỡ, thân hình mềm nhũn phủ phục trên mặt đất khóc lấc lên. Lý Hoa Mỹ vội đi tới nhẹ vuốt mái tóc của nàng an ủi, lại không phát hiện ngay cả bản thân cũng lặng lẽ rơi lệ. Tiễn Trạm và Lục Thiên Kỳ vẫn còn ở trong uy hiếp của Phương Tử Vũ lưu lại, lại sợ hắn chưa đi xa nên không dám lộn xộn. Được một lát, Lục Tử Huyên mới ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tử Vũ rời đi thì thầm: Phương Tử Vũ. Gió đêm phe phẩy, Phương Tử Vũ thì giống như gió lớn cuồng bạo quét qua, chỉ lưu lại 7 thi thể và một chiếc áo khoác trên người Lục Tử Huyên. Sắc trời đã tối, toàn thành đã treo đèn. Từ Ngạo Thiên đứng trên tầng thành Giang Đô cùng Lăng Nguyệt phía sau đang cảm thụ phần tình cảm không đổi trong lòng. Nửa năm rồi, Phương Tử Vũ đã rời đi tròn nửa năm. Nửa năm qua, Từ Ngạo Thiên không ngừng thu được tin tức có liên quan đến Phương Tử Vũ. Rời đi một tháng, Phương Tử Vũ chém giết hơn 10 tu chân giả theo đuổi phía sau, trong đó có cả cao thủ xuất khiếu kỳ. Sau đó, ở trong rừng rậm ra tay cứu nữ nhi và nhi tử của trang chủ Cửu U Sơn Trang, cùng nhi tử và nữ đồ của môn chủ Ngọc Kiếm Môn Tiễn Bất Bại. Trang chủ Cửu U Sơn Trang Lục Kiếm Nam sau khi nhận được tin tức lập tức tuyên bố Cửu U Sơn Trang không quan tâm tới chuyện của Phương Tử Vũ, không tiếp tục phái người đuổi bắt, cũng sẽ không gia tăng trợ giúp. Bớt đi được một địch nhân thành danh với khốn thú trận khiến cho Từ Ngạo Thiên chậm rãi thở ra một hơi dài. Lúc này không biết tại sao lại truyền ra tin tức Phương Tử Vũ là hậu nhân của Long Thần Sơn Trang. Tin tức này khiến rất nhiều cao thủ ẩn thế xuất hiện, trong đó cũng không thiếu những nhân vật đã thành danh mấy trăm năm trước. Sau khi nhận được tin tức này, tâm tình của Từ Ngạo Thiên vốn đã có chút buông lỏng lại một lần nữa bị buộc chặt. Tháng thứ hai, Phương Tử Vũ quyết chiến với môn nhân của U Tuyền Môn và Nghiễm Thanh Cung ở bên hồ Bành Dương. Nghe đồn một trận chiến đó máu nhiễm đỏ toàn bộ nước hồ. Sau cuộc chiến, tổng cộng hơn 300 môn nhân của U Tuyền Môn và Nghiễm Thanh Cung bị giết, không một ai sống sót, mà Phương Tử Vũ cũng không biết tung tích. Tháng thứ ba, Phương Tử Vũ quyết chiến với Lệ Dương, một đại ma quân ẩn thế đã bước vào hợp thể hậu kỳ trên đỉnh Hành Sơn. Sau cuộc chiến, Lệ Dương thân tử tại trận mà Phương Tử Vũ cũng không biết tung tích. Từ nay về sau, đắc tội ma môn, chân chính trở thành đối tượng truy sát của chính ma lưỡng đạo. Sau khi biết được tin tức này, lão đạo sĩ cũng không ngừng cảm khái. Lệ Dương thành danh đã lâu, tuy rằng còn dừng lại ở hợp thể kỳ, nhưng nếu chân chính liều mạng đả đấu thì không phân cao thấp với lão đạo sĩ độ kiếp kỳ. Điều này cũng chứng minh tu vi của Phương Tử Vũ đã không còn ở dưới lão. Việc này quả thực cũng khiến Từ Ngạo Thiên yên tâm rất nhiều. Tháng thứ tư, Phương Tử Vũ phát động đánh úp ngược lại, một thân một mình giết lên Khoái Đao Môn. Trong một đêm đồ sát toàn môn, Khoái Đao Môn toàn phái, tổng cộng 189 người, không một ai sống sót. Tin tức này chấn kinh toàn bộ tu chân giới. Phương Tử Vũ dưới sự đuổi giết của người khắp thiên hạ lại có thể dư lực triển khai phản tập kích, hơn nữa còn diệt một môn phái đuổi giết hắn. Việc này khiến các phái tu chân đều không khỏi rất lạnh, e sợ bản thân sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Tháng thứ năm, liên quân các phái tu chân vẫn như trước theo đuổi Phương Tử Vũ không bỏ. Tại phụ cận Thiên Thủy bị hắn lần thứ hai triển khai đánh úp. Theo người sống sót tiết lộ, bọn họ đuổi giết Phương Tử Vũ mấy tháng, trong đó thỉnh thoảng những người ở phía sau bị giết rất nhiều. Mãi đến khi tới phụ cận Thiên Thủy, Phương Tử Vũ trái ngược với bình thường, xoay người giết lại bọn họ. Có người nói rằng hắn giống như một con dã thú điên cuồng nhào vào trong đám người đang nghỉ ngơi đả tọa. Mỗi lần ra tay liền mang theo vài mạng người. Lúc đó tình huống đại loạn, bởi vì tất cả mọi người đều tập hợp ở một chỗ, pháp bảo pháp thuật đều thi triển không ra, mà Phương Tử Vũ lại không có điều cố kỵ, tàn sát không kiêng nể. Mọi người chỉ có thể tranh nhau trốn chạy, mà những người sống sót chính là nhìn thấy tình thế chuồn mất từ sớm.
theo lời của bọn họ là vì lưu lại tính mạng, mang tin tức về báo cho mọi người nên mới đào tẩu. Về phần bọn họ, vì sao chạy trốn đã không còn ai quan tâm. Điều các môn phái quan tâm chính là Phương Tử Vũ lại chỉ bằng vào sức của một người giết hết tinh anh của các môn phái khác. Trận chiến ấy vài nghìn người, cuối cùng chỉ có hơn 300 người còn sống trở về. Nghe nói ở thời điểm cuối cùng trên chiến trường còn xuất hiện một cỗ yêu khí cường đại chưa từng có. Tin tưởng đại đa số những người ở đó đều chết trong tay của yêu vật đột nhiên xuất hiện này. Sau khi tin tức này truyền lại Ngọc Cư Cung, cũng khiến toàn phái chấn kinh phi thường. Lúc trước Bách Kiếp và Bách Độ sống chết không đồng ý truy sát Phương Tử Vũ, trưởng môn Bách Quyền bất đắc dĩ chỉ có thể phái ra đệ tử của mình và vài vị sư đệ phe mình gia nhập vào hành động đuổi bắt. Nhưng không ai nghĩ tới những môn nhân được phái ra tổng cộng hơn 100 người chỉ có không đến 10 người trở về. Bách Thảo khi đó vô cùng đau đớn, mắng to Phương Tử Vũ không có lương tâm, ngay cả đồng môn cũng tàn sát. Bách Kiếp sau khi biết chuyện chỉ cười nhạt đáp lại, chính bọn họ sao không tự hỏi là ai phái người truy sát trước đây. Bách Kiếp và Bách Độ sau khi biết được tin tức của Phương Tử Vũ cũng là vừa mừng vừa lo. Mừng chính là Phương Tử Vũ đang dần dần trưởng thành trong chiến đấu không ngừng, hiện giờ chỉ bằng sức một người đã có thể chém giết tu chân giả đương thời. Loại chuyện này ngoại trừ một người được xưng là nhân vật không được nhắc đến của mấy trăm năm về trước thì chính là đệ nhất nhân của sử sách, bởi vì lúc trước người kia cũng không phải là người. Lo đương nhiên là chuyện của Phương Tử Vũ càng làm càng lớn, hiện giờ không thể thu xếp. Hơn nữa ngay cả rất nhiều cao thủ ẩn thế cũng bị kinh động. Không lâu trước trưởng môn Bách Huyền còn mời ra nhân vật trong thần thoại của Ngọc Khư Cung vẫn một mực bế quan trong cấm địa, sư thúc tổ của lão đạo sĩ. Đây hẳn là sư thúc tổ của Phương Tử Vũ, một nhân vật một mực tu luyện tại tầng cao nhất tại Ngọc Khư Tàng Thư Các. Năm đó lão phi thăng thất bại, một mực tránh ở trong Tàng Thư Các tiềm tu tán tiên. Không đến vạn bất đắc dĩ thì không được kinh động lão nhân gia người. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Bách Linh không cho phép Phương Tử Vũ lên tầng cao nhất. Bởi vì liên quan đến Phương Tử Vũ, Ngọc Khư Cung hôm nay trở thành nơi mọi người căm ghét. Hơn nữa bởi vì ý kiến của những người khác trái ngược với Bách Kiếp và Bách Độ, dẫn đến Ngọc Khư Cung bắt đầu xuất hiện nội chiến, do đó chia ra làm hai phái. Cho nên Bách Huyền cũng là bị bức bất đắc dĩ, vốn định mời nhân vật tổ tông này do người đứng ra điều hòa phân tranh trong nội bộ Ngọc Khư Cung, sau đó nhất trí bình ổn sự phẫn nộ của các phái tu chân đối với Ngọc Khư Cung do Phương Tử Vũ gây ra. Nhưng không ngờ nhân vật cấp tổ tông này sau khi nghe xong chuyện của Phương Tử Vũ không nói một lời, đuổi Bách Huyền đi, lại gọi Bách Linh tới âm thầm nói chuyện. Bọn họ nói chuyện gì Bách Linh cũng không chịu nói, nhưng ngày hôm sau đã không thấy lão tổ tông. Bách Huyền truy hỏi Bách Linh, Bách Linh chỉ mỉm cười nói người rời núi đi du lịch. Đối với chuyện của lão tổ tông, Bách Huyền cũng không dám hỏi nhiều, đành phải hậm hực rời đi. Ngọc Khư Cung bởi vì sinh ra một Phương Tử Vũ tạo thành chấn động trăm năm khó gặp. Đối với việc này các môn hạ có mừng cũng có lo, trong đó Kim Mê là người khổ cực nhất. Nha đầu này sau khi biết chuyện Phương Tử Vũ diệt Ngọc Hàn Cung thì nửa bước cũng không rời Bách Độ, để có thể biết được tin tức có liên quan đến Phương Tử Vũ trước tiên. Phương Tử Vũ xuất hiện sau 5 năm biến mất, nàng là người cao hứng nhất, nước mắt rơi như mưa ngay tại chỗ, không để ý đến sự có mặt của trường bối. Sau khi tin tức Phương Tử Vũ không ngừng truyền đến, lo lắng của Kim Mê đối với hắn tuyệt đối không thấp hơn Từ Ngạo Thiên. Đối với việc này, Bách Độ chỉ có thể lắc đầu than thở, thiên lý trêu người. So sánh với Kim Mê, Từ Ngạo Thiên coi như là may mắn, hắn một mực vùi đầu tấn công Giang Đô. Mỗi khi làm gương cho sĩ tốt ba quân, chỉ là có thể tạm thời quên đi đau thương trong lòng, vơi phần lo lắng. Trong thời gian nửa năm qua, Từ Ngạo Thiên tổng cộng tấn công Giang Đô 3 lần, từ đầu đến cuối đều công không hạ. Nhân bị mã bại, người mỏi ngựa mệt, mãi đến không lâu trước, truyền đến tin tức Phương Tử Vũ, một người đồ sát gần nghìn người tu chân, khiến cho Từ Ngạo Thiên và các tướng lĩnh thủ hạ, thể xác và tinh thần đều chấn động. Mỗi người đều vì hành động cổ vũ của Phương Tử Vũ mà liều mạng liên tiếp công thành. Trận này tuy rằng không đánh hạ Giang Đô, nhưng khiến Lý Tử Thông nguyên khí đại thương. Nếu như không có viện quân đến, công hạ Giang Đô chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cũng may là Lý Thế Dân tấn công Lạc Dương, chiến sự đang ngồi căng thẳng, đành phải rút Lý Thế Tích về. Đối với việc này, Lý Thế Dân mặc dù cảm thấy đau đầu, nhưng cũng đành chịu, hắn bị Vương Thế Sung bám lấy gắt gao. Hơn nữa, Đậu Kiến Đức có thể mang viện quân đến, Lý Thế Dân chỉ có thể đau khổ nhìn Giang Đô rơi vào tay Từ Ngạo Thiên.
mấy ngày trước lại có một tin tức truyền ra, Phương Tử Vũ cùng một vị tán tiên ẩn thế triển khai một trận tử chiến trên Thiên Sơn. Vị tán tiên kia dường như có quan hệ với Ngọc Hàn Cung, bám giết lấy Phương Tử Vũ không rời. Cuối cùng hai người ước hẹn sinh tử đấu trên Thiên Sơn. Tán tiên là khái niệm dạng gì đây? Đó là tồn tại biến thái nhất của thế gian này, cách tiên nhân chỉ có một bước. Nghe nói năm cao thủ đại thừa kỳ khó khăn lắm mới có thể đánh một trận với tán tiên. Điều này đủ để nhìn ra sự cường đại của một tán tiên. Trận chiến đấu này khiến người ta chú ý, thế nhưng kết quả lại không ai biết được. Sau đó rất nhiều người của các môn phái tu chân đến xem xét, chỉ có thể nhìn thấy một đỉnh núi bị san bằng, băng trên đỉnh núi vạn năm không tan hóa thành tuyết thủy. Một tình huống này khiến người ta chỉ bằng tưởng tượng cũng có thể biết được sự kịch liệt của cuộc chiến. Không nghĩ tới Phương Tử Vũ lại biến thái đến mức có thể tranh đấu với tán tiên. Chẳng qua mọi người đều tin tưởng rằng vô luận Phương Tử Vũ cường hãn như thế nào cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót dưới tay của tán tiên. Chỉ là trên chiến trường trước sau không tìm được thi thể, ngay cả vết máu cũng không thấy qua. Sau đó 2 ngày, Phương Tử Vũ xuất hiện ở phụ cận Thiên Sơn. Khi đó hù dọa đệ tử các phái ở phụ cận đến xem xét, thiếu chút nữa đái ra quần, tranh nhau trốn chạy. Toàn bộ những người lo lắng cho Phương Tử Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất khẳng định hắn vẫn còn sống. Mọi người sau khi bình tĩnh lại bắt đầu suy đoán Phương Tử Vũ vì sao còn sống. Chẳng lẽ hắn đã đánh bại vị tán tiên kia? Nếu quả thực đúng như vậy, tu vi của hắn rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì đây? Sau khi biết được sự tích của Phương Tử Vũ, Từ Ngạo Thiên càng cảm thấy thống khoái, lập tức điểm nhân mã, dẫn đầu 3 quân phi thân lên tường thành Giang Đô. Sau khi trải qua một hồi sống chết, Từ Ngạo Thiên đã đem đạo quỷ song tu, từ đó đi vào một cảnh giới tu chân khác. Tu vi đại tăng, theo lời của lão đạo sĩ thì lại thêm một tên quái vật. Đặc biệt, ở trong vô số trận chiến sinh tử trên chiến trường, thực lực của Từ Ngạo Thiên đột nhiên tăng mạnh, hiện tại cũng đã có cảnh giới xuất khiếu kỳ của người tu chân. Đây ít nhất cũng có công lao của Phương Tử Vũ liều mạng mang tới băng tinh ngọc phách. Hơn nữa, Từ Ngạo Thiên nhớ tới Phương Tử Vũ liều mạng tu luyện, sau đó trên chiến trường liều mạng triển khai một trận lại một trận tử chiến mới có thành tựu của ngày hôm nay. Sau khi trải qua nửa năm, tới một ngày này, Từ Ngạo Thiên rốt cuộc đánh hạ thành Giang Đô vững chắc, tháo gỡ cục diện Đông Hải bị vây khốn. Chỉ cần lại lần lượt đánh hạ các thành trì Bì Lăng, Ngô Quận, Dư Hàng sau này, thiên hạ rộng lớn, trời cao, mặc rồng thỏa sức vẫy vùng. Thở ra một hơi dài, Từ Ngạo Thiên lên tiếng hỏi: "Lăng Nguyệt, muội nói xem đệ ấy hiện tại ở nơi nào rồi?" Lăng Nguyệt nhẹ lắc lắc đầu, ôn nhu nói: "Chuyện của hai huynh làm giống như nhân vật thần tiên, người bình thường bọn muội làm sao lại đoán được đây?" "Thần tiên sao?" Ánh mắt của Từ Ngạo Thiên lộ vẻ vui mừng. "Có lẽ đệ ấy thật sự có thể bước lên hàng ngũ của thần tiên, đến lúc đó tu chân giới mới có thể buông tha việc truy sát đệ ấy." Lăng Nguyệt ngẩng đầu hỏi: "Vì sao?" "Đây là một thế giới lấy thực lực nói chuyện." Dừng một chút, Từ Ngạo Thiên lại nói thêm: "Muộn rồi, chúng ta trở về đi." Lăng Nguyệt gật gật đầu, tiến lên đỡ lấy Từ Ngạo Thiên. Từ Ngạo Thiên cười nói: "Huynh không có bị thương, đâu cần muội phải đỡ." Lăng Nguyệt ôn nhu nói: "Nhưng mà việc ăn, mặc, ở, đi lại của huynh nửa năm qua đều do muội phụ trách. Khi huynh bị thương, muội đều đỡ huynh như thế, đã thành thói quen rồi." Từ Ngạo Thiên cười cười, không nói gì. Hai người ở trong ánh mắt vui sướng, bao hàm sự tôn kính của dân chúng và binh lính, chậm rãi bước xuống từng thành. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 17 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy đón xem diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.